Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 17 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì tại khu vực Tây Bắc cũng như đồng bằng Bắc Bộ trong trưa chiều nay. Nhiệt độ cao nhất dao động trong ngưỡng từ 33-36 độ tại khu vực phía Đông Bắc. Riêng tại các tỉnh Bắc Bộ, Tây Bắc có thể đạt ngưỡng từ 37-38 độ, có nơi còn cao hơn. Tuy nhiên, sau chuỗi ngày nắng nóng thì nhiệt cao diễn ra ở các tỉnh thành miền Bắc, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Thì trong ngày mai, tình trạng nắng nóng sẽ bị đẩy lùi bởi những cơn mưa dông xuất hiện. Có điều này là nhờ những sóng lạnh phía Bắc dịch chuyển xuống phía Nam, nén giải mây dông gây mưa trở lại cho các tỉnh Bắc Bộ. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Trong đêm nay và sáng mai, mưa sẽ xuất hiện trước tiên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ như tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang và một số nơi ở khu vực Việt Bắc như Hà Giang, Bắc Cạn. Cục bộ có nơi sẽ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm trên đợt, có nơi trên 150mm trên đợt. Trong cơn dông, người dân cần cẩn trọng với các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm như tố lốc và gió giật mạnh. Vùng thấp nóng kết hợp với hiệu ứng phơn hoạt động mạnh nên ngày hôm nay nắng tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung với nhiệt độ trưa chiều phổ biến ở mức từ 35-38 độ. Riêng tại vùng núi có nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt ở mức từ 37-40 độ, có nơi trên mức này. Cùng với đó là độ ẩm trong không khí giảm thấp, chỉ phổ biến trong ngưỡng từ 48-55%. Nắng nóng tại đây vẫn còn tiếp diễn đến hết ngày mai 17 tháng 5. Tuy nhiên, số điểm nắng nóng gay gắt với cường độ chỉ tập trung tại các tỉnh vùng núi phía Tây. Đến khoảng chiều tối mai thì khu vực phía Bắc Trung Bộ cũng có thể xuất hiện mưa rào và dông, tăng cả về diện và lượng. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết có thể đi kèm trong cơn dông. Còn tại khu vực Nam Trung Bộ thì cường độ nắng bớt gay gắt hơn so với các tỉnh thành phía Bắc miền Trung, nên nhiệt độ dao động quanh ngưỡng từ 32-35 độ. Ở phía Nam, gió Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh dần, lên tác động đến thời tiết các tỉnh thành Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong 3 ngày tới sẽ liên tục có mưa rào và dông xuất hiện rải rác. Thời gian có mưa dồn dập với lượng khá hơn, tập trung sau khoảng 15 giờ chiều. Vì vậy mà nhiệt độ ban ngày nơi đây cũng sẽ không cao, duy trì ở mức từ 31-34 độ. Còn tại Tây Nguyên, mưa sẽ chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Dự báo nhiệt độ cao nhất khu vực vùng cao là từ 30-33 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc và vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng là từ 30-33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, vùng núi có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, riêng vùng núi có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng,
Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5, có lúc cấp 6 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4 cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác ở phía nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.